cây cối bị quật ngã, đổ ngổn ngang, đè bẹp ô tô đổ ven đường Nguyễn Duy Trinh tại quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Cây xanh bật gốc nằm ngang đường chắn hết cả lối đi. Mưa to gió mạnh khiến cổng chào cũng bị đổ sập. Đến 22 giờ ngày 7 tháng 9, nhiều đường phố tan hoang, ngổn ngang sau khi bão số 3, tên quốc tế là bão Yagi, càn quét qua Hà Nội. Trong tối và đêm 7 tháng 9, giao thông trên phố Nguyễn Quý Đức tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội hoàn toàn tê liệt khi có rất nhiều cây xanh ngã đổ chắn ngang lòng đường, các phương tiện không thể qua lại. Gió bão mạnh đã giật đổ cổng chào ở khu vực đầu phố Nguyễn Quý Đức giao với đường Nguyễn Trãi. Còn tại đường Nguyễn Trãi, một số cây xanh ngã đổ chắn ngang đường khiến cho các phương tiện không thể đi theo hướng Nguyễn Trãi Hà Đông hoặc đường Nguyễn Trãi rẽ vào đường Lương Thế Vinh. Rất nhiều người dân Hà Nội khó khăn khi tìm đường về nhà vì cây ngã đổ ngổn ngang, nhiều đoạn phố ngập sâu. Theo thống kê của thành phố Hà Nội, đến tối 7 tháng 9, trên địa bàn ghi nhận một trường hợp tử vong do cây đổ đè trúng. Như vậy, từ ngày 6 tháng 9 đến nay, tại thành phố đã có 3 người tử vong do cây đổ và 10 người bị thương. Bão số 3 đã khiến gần 2.800 cây gãy đổ, 13 ô tô và 6 xe máy hư hại, 9 hộ dân bị tốc mái nhà lợp tôn tại quận Ba Đình, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì. Lúc 0 giờ ngày 8 tháng 9, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết bão số 3 đã suy yếu và vẫn còn trên đất liền khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Dự báo trong 12 giờ tới, bão Yagi sẽ đi vào khu vực Tây Bắc Bộ và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tan dần trên khu vực Thượng Lào. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, lúc 22 giờ ngày 7 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm bão số 3 tức bão Yagi trên đất liền khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 đến cấp 9, tức từ 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mức gió tại các khu vực cụ thể như sau. Tại đảo Bạch Long Vĩ, tại thành phố Hải Phòng, có gió mạnh cấp 13, giật cấp 14. Đảo Cô Tô, tại tỉnh Quảng Ninh, có gió mạnh cấp 13, giật cấp 16. Tiên Yên, tại tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Đầm Hà, tại tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 10, giật cấp 13. Cửa Ông, tại tỉnh Quảng Ninh, gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Phù Liễn, tại thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Cát Hải, tại thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 11, giật cấp 14. Đông Xuyên, tại thành phố Hải Phòng, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Ba Lạc, tại tỉnh Thái Bình, gió mạnh cấp 9, giật cấp 12. Văn Lý, tại tỉnh Nam Định, gió mạnh cấp 7, giật cấp 8. Hải Dương, gió mạnh cấp 12, giật cấp 13. Lục Ngạn, tại tỉnh Bắc Giang, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Hưng Yên, gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Bắc Giang, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9. Bắc Ninh, gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Hoài Đức, tại thành phố Hà Nội, gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ đã có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 20 giờ ngày 7 tháng 9 có nơi trên 200mm như Phủ Dực tại tỉnh Thái Bình 414mm, Đông Triều tại tỉnh Quảng Ninh 221mm, Xuân Thủy tại tỉnh Nam Định 218mm, Lương Tài tại tỉnh Bắc Ninh 217mm, Vĩnh Bảo tại thành phố Hải Phòng 207mm. Trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Tới 10 giờ sáng 8 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Tây Bắc Bộ, cường độ mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong 12 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15 đến 20 km/h, suy yếu và tan dần trên khu vực Thượng Lào, cường độ mạnh dưới cấp 6. Dự báo do tác động của bão, vùng biển Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, có gió mạnh cấp 8 đến cấp 10, giật cấp 13, biển động rất mạnh. Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 đến cấp 8, giật cấp 10. Thời điểm gió mạnh còn duy trì trong đêm 7 tháng 9. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, sóng cao từ 2 đến 4 mét. Từ chiều 8 tháng 9, sóng giảm dần. Từ đêm 7 tháng 9 đến sáng 8 tháng 9, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 70 đến 150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.
Chiều và đêm 8 tháng 9, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm, có nơi trên 100mm. Riêng khu vực vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 7 tháng 9 đến sáng 9 tháng 9, phía Tây Bắc Bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 350mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Đến 20 giờ tối ngày 7 tháng 9 năm 2024, thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vị trí tâm bão số 3 tức bão Yagi đang trên đất liền tại thành phố Hà Nội. Bão mạnh cấp 10 giật cấp 12, trong 3 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 15 đến 20 km/h. Trước đó, vào chiều ngày 7 tháng 9, một ngôi nhà 4 tầng tại huyện Thạch Thất đã bị đổ sập trong cơn mưa lớn gió giật. Theo báo cáo nhanh của chính quyền xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, ngôi nhà này của một phụ nữ 33 tuổi có diện tích khoảng 180m², cao 4 tầng. Tầng 1 xây gạch, tầng 2 trở lên làm bằng khung thép, mái tôn, quây tôn. Thời điểm này, tâm bão Yagi vẫn chưa đến Hà Nội. Sau khi đi vào đất liền tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng chiều ngày 7 tháng 9, cơn bão Yagi vẫn duy trì cường độ cấp gió cấp cao, cấp 11 đến cấp 13, giật cấp 14, cấp 16 trong thời gian dài. Cái yếu tố bắt đệ, báo cáo đồng chí là khi mà cái dòng gió mà hàn lưu xoáy của cơn bão số 3 này, thì trong bối cảnh nóng ẩm vậy và gặp những cái vật cản trong những cái điều kiện mặt đệm, đặc biệt ở khu đô thị, thì có thể tạo ra những cái dòng gió thực cấp hút gió và tạo nên những cái hiện tượng cái gió giật rất là mạnh. Thực tế thì trong cái trạm quan trắc ở Hà Nội, trạm Hà Đông ngày hôm nay thì cũng thấy là gió mạnh thì ở mức là cấp 4 có lúc cấp 5, tuy nhiên là gió giật đã lên đến cấp 8, 9, rất là căng. Cơn bão số 3 này rất là lớn so với lại các cái cơn bão trước đây mà chúng tôi đã từng theo dõi và thực hiện cái cảnh báo. Thứ hai nữa là cái nguy cơ lũ quét và sạt lở đất, thì rõ ràng là sau khi mà cơn bão kết thúc thì chúng ta có thể tạm yên tâm với lại cái tác động của gió mạnh. Tuy nhiên ấy, thì cái tác động của lũ quét sạt đất vẫn còn sẽ còn tiếp tục những ngày sau đó, nó tùy thuộc vào cái mức độ của các cái hệ quả của mưa. Tâm bão Yagi quét qua kèm gió to, mưa lớn, một loạt các chung cư tại Hà Nội đã hứng chịu thiệt hại nặng. Tại chung cư Hateco Apollo Xuân Phương ở quận Nam Từ Liêm, nước tràn vào hành lang và cả các căn hộ. Người dân nơi đây hò nhau hợp lực tát nước, be bịt bằng mọi dụng cụ. Theo dự báo, sau khi đi vào sâu đất liền khu vực Đông Bắc Bộ, đến 4 giờ sáng ngày 8 tháng 9, bão Yagi sẽ không suy yếu nhanh mà vẫn giữ cấp độ của một cơn bão khi mạnh với cấp 8 giật cấp 10. Đây là một cơn bão hiếm gặp, khác nhiều so với những cơn bão trước kia khi vào đất liền được một thời gian ngắn rồi suy yếu. Giải thích về hiện tượng này, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng, sau khi đổ bộ, bão vẫn giữ cường độ cao do hai khả năng. Một là từ hình ảnh vệ tinh có thể thấy, từ sáng nay, hệ thống mây của bão Yagi đối xứng và có tính chất bao trùm rất rộng lên Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Với tính chất tốt như vậy, bão sẽ hội tụ duy trì được năng lượng khi càn quét đất liền, dẫn đến việc giảm cấp nhanh rất khó. Bão cần có thời gian nhất định trước khi tác động với địa hình và đi sâu vào đất liền để tiêu tán năng lượng. Hai là, trong thời gian qua, miền Bắc đã trải qua những ngày nắng nóng. Đây là điều kiện giúp bão có nguồn năng lượng duy trì được cường độ mạnh. Một điểm bất thường khác của cơn bão là gây ra gió giật. Khác với những cơn bão khác, bão Yagi gây ra nhiều gió giật ở Hà Nội và các địa phương lân cận. Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong tối và đêm ngày 7 tháng 9, Hà Nội vẫn chịu tác động gió cấp 6, cấp 7, đặc biệt là tác động của gió giật mạnh cấp 10, cấp 11 rất nguy hiểm. Và chúng tôi đánh giá là trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ, các tỉnh khu vực phía Bắc chúng ta, kể cả khu vực Đồng Bằng và Trung Du, miền núi sẽ có tiếp tục có các cái đợt mưa lớn, có nơi mưa lên đến 150-250mm. Chúng tôi cảnh báo mức độ rất nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến các cái gây ra các hiện tượng như lũ quét, sạt lở đất cũng như là ngập úng đô thị và vùng trũng thấp. Theo dự báo, từ đêm ngày 6 đến ngày 7 tháng 9, bão đã khiến nhiều nơi có lượng mưa trên 100mm. Hết ngày 8 tháng 9, nhiều nơi vẫn có mưa lớn, do đó nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất vẫn có thể xảy ra. Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật những tin tức liên quan cơn bão Yagi tại địa chỉ thanhniên.vn và trên các nền tảng Báo Thanh Niên.